Đi ăn gì đó. Đi Em ơi. Ngon không? Đó, bánh đi làm giờ đi ăn á. Đó, bên cái đĩa nhỏ của Ri, còn bên đĩa lớn bà làm xấu. Ri bảo vậy đấy. À, còn ai ngon không con? Ngon quá. À nóng nữa hả? Giơ tay xuống coi, giơ lên đàng hoàng coi, ngon không? Trời ơi đã nha. Màu tím à, nó màu tím. Xin chào cả nhà và rất vui khi các bạn đã ghé vào kênh của Thảo. Hôm trước thì mình thấy họ bán bánh khoai và bánh bao chiên. Món ăn vặt này cũng rất là hấp dẫn cho nên mình có mua một ít về. Cô bán bánh này cũng rất là đông khách. Khoảng 4 giờ cô ra thì lúc nào cũng có khách đợi vì không kịp chiên. Mình sẽ review cho các bạn xem thử nha. Mình thấy khoai cũng có độ dẻo. Nhưng mình thấy cái màu bánh đó thì nó chỉ ngà ngà thôi chứ không có màu tím như hồi trước. Lâu rồi không có mua cho nên là hôm nay mua lại thì thấy cái màu bánh khoai nó khác nè. Thật sự là không ngon bằng như trước. Rồi mình sẽ review luôn cái bánh bao chiên này nha. Bên trong thì có nhân trứng cút và có nhân thịt với củ sắn nè các bạn. Vỏ bánh bao thì nó giòn giòn và bên trong thì nhân ăn rất là đậm đà, cho nên món này vẫn còn ok. Vì mua mấy hôm trước thì ăn không có được như ý á, cho nên là hôm nay mình sẽ làm. Mình đã nhồi bột khoai lang tím cộng với lại bột năng và bột nếp cộng với sữa tươi, sữa đặc và đường. Để bột nghỉ 15 phút. Bây giờ thì mình sẽ nặn bột thành những viên kén như thế này. Sau đó thì mình sẽ đem đi chiên nha các bạn. Món khoai lang kén này thì Thảo có bài chia sẻ cách đây 1 năm rồi. Nếu như các bạn có nhà ý muốn xem thì có thể mình vào mình xem lại. Video đó thì Thảo có chia sẻ rõ hơn về cách làm. Bột lúc này rất là dẻo cho nên mình nặn những cái viên kén rất là dễ dàng các bạn. Và tùy theo sở thích của mình, bạn có thể tạo thành những viên tròn cũng được. Nhưng có khoai lang tím cho nên cái màu bột của mình á, mình làm cái viên kén này nhìn nó đẹp hơn. Ri thì nãy giờ đứng kế bên và xin làm cho nên bây giờ mình cũng để cho bé tự làm cho bé thích nè. Thành phẩm của con kế bên đó ông bà cô bác anh chị ơi. Mọi người thấy có đẹp không ạ? À? Em có vẻ cũng chú tâm làm lắm nha. Cũng để ý và bắt chước rất là giỏi. Lấy một ít bột ra và bây giờ thì đang nặn. Ri nói là con xoắn 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 như vậy nè. Con này đẹp chưa? Đẹp quá. Màu tím. Mùi tím. Trời ơi biết. Mùi gì? Trời Màu ơi, tím. có Ri làm nè bà con. Đó, những cái Ri làm là Ri bảo đẹp nè. Bà ngoại làm xấu nè. Ha, Ri làm đẹp quá. Con nghe đẹp nhờ. Con làm nữa ha. Ừ. Con nghe nhờ. Ừ, đúng rồi. Con nghe mà. Con làm đẹp quá. Sau khi nặn hết bột thì bây giờ mình sẽ đem chiên lên. Với dạng bánh này thì mình cũng để lửa riu riu thôi, chứ nếu mà để lửa già quá thì nó sẽ mau cháy lắm. Chiên được một lúc thì mình thấy là cái bánh đó, nó phồng lên, nhìn rất là ghét. Có những cái bánh được một mặt rồi thì bây giờ mình sẽ đảo lại để chiên mặt còn lại nha. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có một đĩa bánh khoai lang kén màu tím trông rất là đẹp. Khi bẻ ra thì mình thấy là bánh rất là dẻo. Mời cả nhà dùng bánh thử với Thảo nhé. Bên ngoài vỏ bánh thì hơi giòn, còn đặc biệt là phía trong rất là dẻo. Và có độ ngọt vừa phải cho nó ăn không có bị ngán nè cả nhà. Mình dùng kéo và cắt đôi để các bạn xem thử. Bên ngoài bánh được rán thì có màu vàng đậm, còn phía bên trong thì vẫn giữ được luôn cái màu tím của khoai. Nhưng lại có độ dẻo cho nên là rất là hấp dẫn. Bởi vậy cho nên mình ăn miếng này rồi lại muốn thử miếng kế tiếp đó cả nhà. Bánh khoai lang kén này thì cả nhà mình ai cũng đều thích hết. Nhất là các bé.
Nguyên liệu dễ tìm là dễ làm nè cả nhà. Bởi vậy nếu hôm nào rảnh thì mời các bạn thử làm để cả nhà dùng thưởng thức nha. Đi ăn gì đó. Đi ơi. Ngon không? Đó, bánh đi làm nè, giờ đi ăn đó. Đó, bên cái đĩa nhỏ của Ri, còn bên đĩa lớn bà làm xấu. Ri bảo vậy đấy. À, còn ai đi, ngon không con? Ngon quá. Ngon quá, à nóng nữa hả? Giơ tay xuống sắt coi. Giơ lên đàng hoàng coi. Ngon không? Trời ơi, đã nha. Màu tím, à nó màu tím. Thảo sẽ tạm dừng video tại đây. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ và đầm ấm bên gia đình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.